Chào mừng anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Các bạn đang có mặt cùng team để tiến hành bàn giao cây Pinocchio nhà Kawaii BL61 đến với khách hàng tại Bình Dương. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Tại đã có mặt đông đủ, trong khi đợi team xuống đàn, mình sẽ cùng với anh em tìm hiểu những điểm nổi bật về ngoại hình của BL61 nhé. Đang sở hữu dáng đứng màu đen bóng với 88 phím đàn bằng gỗ cao cấp, logo kawaii, mã bóng chạm khắc sang trọng cùng với bộ ba pedal bằng đồng mạ vàng đầy chào chú. Các bạn cũng không nên bỏ qua điểm nhấn bên trong đàn nhé. Bản cộng hưởng và khung xương nguyên khối bằng gỗ cao cấp, cú đàn bằng lông cừu, logo kawaii được chạm khắc thủ công bằng tay từng chi tiết. Ngay bây giờ các bạn nhân viên tiến hành tháo xe đẩy để cùng nhau hợp sức nâng chiếc đàn cơ đưa vào nhà. Sau đó các bạn sẽ đẩy đàn đến vị trí theo yêu cầu của khách và gắn bổ sung các phụ kiện theo đàn. Khi mua piano cơ tại Minh Phụng Music, khách hàng sẽ được bộ quà tặng hấp dẫn, đó là ghế piano cao cấp, ống sưởi, khăn phủ phím, khăn phủ đàn. Ngoài ra khách hàng còn được bảo hành lên đến 10 năm, miễn phí lên dây 2 lần. Và đây là hình ảnh thực tế bàn giao đàn đến với những khách hàng thân thiết đã đồng hành cùng chúng mình trong thời gian qua. Và các bạn hãy nhanh chóng đến tham quan và mua sắm tại kho hàng đàn piano cơ mới siêu hoành tráng của Minh Phụng Music tại số 56/7 Tân Thới Nhất 17, phường Tân Thới Nhất, quận 12, với số lượng lên đến hàng trăm cây, nhiều mẫu mã ấn tượng đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng, là nơi trưng bày những sản phẩm đẹp nhất được chọn lựa kỹ nhất đến từ nhiều hãng nổi tiếng trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu nhạc cụ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.